hàng xóm ác độc từ nhỏ giả bộ bạch liên hoa giả bộ nhu nhược còn lừa dối khi dễ nàng. Há có thể tùy ý ngươi xoa xoa tròn trịa, để cho ngươi khóc về nhà tìm cha mẹ. Cứu người lại bị liên lụy chịu khổ cừu gia truy sát. Kết quả đánh cho kẻ thù tè ra quần chạy trối chết. Vân tịch một lòng thầm nghĩ thay đổi nghèo khó tình huống, mang theo người nhà đi lên làm giàu đường. Ai ngờ có người chính là không muốn cho nàng sống yên ổn, vậy liền buông ra bồi mọi người chơi đùa cười đến cuối cùng mới là người thắng. Tịch Nhi, ta đây cũng không có gì đặc biệt đáng giá vật, bộ này trăm châu trang sức liền tặng cho ngươi. Về sau mới biết, đó là người ta mẹ chồng truyền cùng con dâu mấy đời lưu truyền tới. Đối với ta mà nói, Tịch Nhi ân này không thể báo đáp, nên lấy thân báo đáp. Người nào đó dựa vào cạnh cửa, tư thái lười biếng, khóe miệng hơi nhếch, đôi mắt đen nhánh thâm thúy mê người, như là muốn đem người hút vào đối mặt với khuôn mặt vô cùng đẹp trai kia, vân tịch thiếu chút nữa bị lạc trong đôi mắt thâm thúy kia, trong lòng hoảng hốt, trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Vốn tưởng rằng là một khối gỗ buồn bực, lâu mới biết bên trong phút hắc, hôm nay lại đùa dẫn vô lại. Chương 1 Mảnh hổ sơn bên trên đánh mảnh hổ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 2 Thành công giải cứu gì giật trạch bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Một đoàn người thu hoạch tràn đầy. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Trương vô lại phách lối khiêu khích. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Giáo huấn tiểu bạch liên bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Bữa ăn tối phong phú Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Quả thực là Linh Tuyền A, bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Chu thị khóc lóc âm sầm cố tình gây sự. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Thống khoái một cái tác. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Hai báo đánh nhau, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.